turn it up. Hết hồn. Chết với tao nha mày. Chờ xem miếng thôi. Không. Xem miếng bánh rồi anh Kỳ. Kỳ gọi này kết lâu lắm rồi không được đâu. Cho anh miếng bánh đi là bố cho. Không. Thế sao? Anh mà không cho là công nhật của anh sẽ lạnh hậu quả rồi. Thế sao? Không cho thì làm sao? Bất thầy đấu nghịch của người ta à? Đưa đây. Bên này. Nguyên liệu á. Đưa lại đây. Rồi, đi đi. Cái gì? Ngày cứ tôn công việc người ta, lấy công việc người ta là hay lắm. Đi. Anh đuổi em á. Ừ, đúng rồi. Em thích đẹp luôn nè. Mất cả miếng ăn. Đây, nó cho tao nè mày ơi. Nó cho tao nè, lên cơm vợ tao cái. Ờ, đây. Cơm vợ tao cái, nhìn lên đi, nó tới rồi nè. Tao ở cho mày đó trời. Hâu. Trời đất ơi. Vui vẻ không quẹo nha. Trời ơi, như vậy chứ quẹo luôn rồi. Chơi hôm nay sao em làm vậy? Ủa, chồng xíu thôi, tao anh hưởng gì ai, đâu làm gì anh căng vậy? Đang chơi hôm nay sao mà chết vậy, chứ queo nè. Ủa, chết rồi chơi lại. Tao rảnh quá chơi mà chứ ai rảnh đâu chơi. Chơi lại gì mà đang chơi, biết rất rảnh quá không? Thôi đi ngoài đi, không muốn thấy em mà nữa đâu. Cái vậy? Đi ngoài đi. Đi nhân coi. Đang chơi, cơm hình. Anh Kim. Hả? Mày làm gì lớn tiếng nói gì vậy? Thì đang chơi lại nó chọc cái gì? Trời chọc thì từ nói lại. Anh em nhau trong nhà mà trời. Trong nhà gì mà nó chọc con trước mà. Chặn lời. Sao? Gì nữa? Đi đâu giờ này mới về? Đi lễ hội. Anh Kim chua đuổi em trốn. Mình làm gì hết đó rồi không? Nói tới mày là tao muốn ăn gan mày. Giờ em đi chị vô lòng nha. Trời đất ơi, em nói thiệt em giàu dễ sợ. Gì trời? Ủa mày muốn tốt nó hơi mày. Cho mày đi luôn nha. Bánh này đảm bảo chắc chắn chú Linh thích. Rụt năn mới được. Chú Linh ơi. Đây nè. Ôi Chân. Thấy chú không? Em không biết. Sao anh hỏi em? Có thấy con chú không? Không. Ai mà biết đâu, em đang bạn lắm. Em đi kiếm nó đi, thì thôi em không biết đâu. Nè, chú Linh đâu? Ai mà biết được, em đang bận nè. Mệt thế. Chú Linh ơi. Ý, chú Lucas. Anh hỏi xíu. Sao? Ngày giờ thấy chú Linh đâu không? Ủa, chú Linh dựng mọi người bỏ đi rồi mà. Anh không nhớ à?
À, anh hiểu rồi. Vịt à, bây giờ chỉ còn tao với mày mà thôi. À, ăn bánh nhá. Đấy, tao có bánh này. Mày ăn với tao nhá. Ăn đi cho mau lớn chứ. Cái gì? Sợ mập á? Thì tao ăn. Su Linh, mày đang ở đâu? Đây, đúng rồi, đúng rồi. Không có gì đâu, chết tiếp đi. Đây, tao đây. Lên đi mày, tao lên nè. Cái gì vậy? Tao đây. Mắt tập trung đâu, chết đi. Đây, tao đây. Gì nữa? Đây, tao đây. Nữa, Su Linh em lại chơi nữa đúng không? Su Linh gì má? Tao nè. Gì nữa vậy má? Chơi game gì mà mày cứ quay quay ra sao vậy? Su Linh nó hay qua trọng tao đấy, thôi quen. Nói gì thằng ngộ ha. Đi. Đi ra nó tập chơi. Đây, tao đây. Mấy nói chuyện có tí hả, mất tập trung đâu. Sao đồ gì mà để tùm lum vậy trời? Su ơi, đồ của mày nè, tao dùng tùm lum vậy? Su! Đồ đạc của mày nè, xua là xua. Trời ơi, sao nhiều đồ quá vậy? Toàn lên cái đồ bò sữa vậy, không kể. Đồ bò sữa gì không kể. Đi nữa. Cái gì vậy, không biết nữa. Đi rồi mà còn để lại cũng lâm đồ đó, cái con này. Thiệt tình luôn, không biết sao luôn á. Ngày nào cũng phải xếp đồ cho. Không có biết tự dọn gì. Cái bắp này hôm bữa quay chung với nó nữa. Nhớ nó quá ta. Gọi nó về đi. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Sao rồi ta? Không biết nữa nè, gọi nó nãy giờ không được. À, biết nó bỏ đi thiệt đâu. Giờ không có nó, không có ai dành đồ ăn bên hết đấy. Đã được, anh có bỏ mấy cái tủ đây, lát nào lấy nhá.
Ơ, cậu quên không có surprise kìa. Cho thêm một surprise nữa này.